Thì mục đích của bài lab này thì hướng dẫn cách triển khai giải pháp mạng ghi ảo ha, hay là VPN đó, Virtual Private Network ha, nhằm mục đích hỗ trợ truy cập từ xa. Thì dưới cái mô hình này á, thì đơn giản gì ha mọi người. Đây là mạng nội bộ chúng ta ha. Thì đây mình gồm có một cái DC nè và một cái VPN server. Cái máy DC, cái DC chúng ta là lớp mạng 192 ha. Mình sử dụng con DC 1 domain controller, và cái máy server 1 này là đóng vai trò VPN server ha. Nó có hai cạc mạng. Một cạc LAN nó là 192.168.254.211 ha. Rồi, ở đây là cái môi trường bên ngoài ha. User này có thể là làm việc tại nhà nè, hay đi công tác ở đâu đó, thì nó sẽ có cái nhu cầu là truy cập dữ liệu tại công ty ha. Thì ở đây mình sẽ tạo một cái VPN server. Con SV1 này sẽ đóng vai trò là VPN server ha. Có interface ở bên ngoài internet đó, là địa chỉ 200 ha. Mình để cái địa chỉ 200 này cho mọi người nhìn nó dễ phân biệt ha, nhìn cho nó có cái cảm giác chút xíu như là bên ngoài internet ha. Đây là máy lên truy cập từ xa ha mọi người, có thể là đi công tác hay đi đâu đó truy cập từ xa về dữ liệu tại công ty ha. Rồi mọi người nhìn lấy thông số IP ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ha mọi người. Mấy cái bài lab nào mà nó hơi phức tạp về cái mô hình ha, mình sẽ để cái hình IP đây ha, cho mọi người cấu hình cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ cấu hình thứ nhất ha. Cấu hình thông số TCP/IP. Sorry. Cấu hình thông số TCP/IP. Rồi, bài lab này mình sử dụng 3 máy ha, DC1, SV1 và máy PC2. Rồi, có đặc biệt là cái máy SV1 này nó có hai interface ha. Cái 200 với là một cái 192. Thì bây giờ trước tiên á mình tạo cho nó thêm một cái interface 200 ha. Virtual Switch Manager nè. Rồi, ở đây mình tạo ở cái dạng là private ha mọi người. Rồi 200 chấm 200 chấm 200 chấm 0 xuyệt 24 ha. Rồi ok. Rồi con DC1 ha, mình kiểm tra lại ha, reboot lại cho chắc ăn. Rồi mình sẽ kiểm tra lại. Rồi, đúng 192.168 ha. Ok, start nó lên. Rồi, cứ để nó đó đi. Tiếp theo đến con SV1 có hai interface. SV1, rồi mình cũng reboot nó lại luôn nha. Rồi, mình sẽ setting nó ha, kiểm tra ha, nó chỉ có một interface ha. 192.168. Rồi, mình sẽ đi add thêm một cái hardware cho nó. Network adapter S 200 200 hả mọi người. Ok. Rồi start nó lên luôn. Rồi tiếp theo là cái con PC2 ha. PC2. Rồi ở đây mình revert nó lại luôn. Rồi mình sẽ tin cho nó ha. Đây mình chọn nó là 200. Ok. Rồi start nó lên luôn. Rồi vậy là mình có 3 máy ha mọi người. Thì cái con DC1 này ha, thì có default gateway là cái máy SV1 là 192.168.254.211 ha. Rồi mình sẽ đi cấu hình từng con một DC1.
Rồi, mình có phần IP cho nó nha. Nó là cba.cbl. Rồi, có hình IP cho nó. Rồi, ở đây default gateway mình sửa lại ha, 211 ha mọi người. Xóa 211. Rồi, kiểm tra mô hình coi, đúng rồi, 211 ha. Ok. Ok. Rồi đồng thời mình sẽ có một cái thư mục dữ liệu ha. Rồi mình như ví giả dụ này, mình trên server mình có cái file server ha. Data. Rồi trong data này mình có data 1 ha. Data 1. Data 2. Rồi, có nội dung luôn ha. Hello. Rồi, ok ha. Giờ mình sẽ share này ra ha. Sharing. Rồi, permission là read được rồi. Ok. Rồi, như giờ cái con DC1 này chúng ta là file server luôn ha, chia sẻ dữ liệu. Rồi, chúng ta thu nhỏ xuống ha. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ qua con SV1. Rồi, mở con SV1 lên. Rồi, mình cũng đi cấu hình TCP IP cho nó ha. Rồi. Rồi, kiểm tra IP ha. Ở đây 192.168.254.211 ha. Rồi, và trong trong cái bài lab này thì nó không cần default gateway. Rồi, ở đây mình sẽ refer DNS về 192.168.254.201 ha. Về đi cái máy DC ha mọi người. Ok. Rồi, để cho nó tường minh thì ở đây mình nhập ha. 192.168.254.0 xuyệt 24 ha. Thì nó không cho xuyệt. 254.0. Không cho, mình sử dụng cái đặc biệt. Rồi, vậy được rồi. Rồi mình có thể cẩn thận lên mình thêm một cái chữ len cho nó dễ phân biệt ha, vừa IP mà vừa cái tên. Rồi ở đây tiếp tục ha, mình không sử dụng IPv6. Rồi nhiều 200.200.200.211 200.200.211. Rồi ok ha mọi người. Ok, ở đây mình rename nó lại luôn ha. Đó, mình phân biệt bằng cách là gì nè, WAN ha, coi như là các mạng bên ngoài, các mạng bên trong, mạng LAN. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập vào domain luôn nha. Ok ha, cloud.vn. Rồi ok ok khởi động lại. Rồi xong cái máy này ha, tiếp theo đến cái máy PC2. PC2 mình sẽ tạo nó lên. Rồi đăng nhập ha. Đây là cái máy máy chạm ha, máy client. Máy này ngồi từ từ nhà làm việc ha mọi người. Rồi mình có cấu hình IP cho nó luôn ha. Rồi, 200.2 ha. Rồi, mình hãy kiểm tra nha. 200.200.2. Rồi, ok ha.
Ok. Rồi, ta lấy nguyên đó nha. Rồi, chúng ta sẽ quay qua cái con SV1. Kiểm tra lại ha. Chúng ta đăng nhập với domain admin luôn ha. Rồi, ta kiểm tra lại lần nữa nha. CMD ipconfig. Rồi đúng rồi ha, 200.21.9.268 này. Len ha, one. Rồi, rất là rõ ràng ha mọi người. Rồi, bây giờ mình làm bước tiếp theo ha. Cài đặt remote access. Rồi. Trong cái bài này cái remote access server á, hay còn gọi là VPN server á, là cái máy SP1 ha, nó có hai cái cạc mạng nè. Cái là 192.168.254.211 và một cái 200.200.200.211. Rồi, mình qua con SV1 ha. Rồi, mình đóng cái sổ lại. Rồi, chúng ta bắt đầu tiến hành thôi, cấu hình đi cài đặt remote access ha. Rồi, manage ha, add role the feature. Rồi, net. Net luôn ha. Rồi, net tới luôn. Chúng ta chọn cái remote access. Rồi net ha. Tiếp theo net luôn ha. Ở đây mình chọn cái nào? Direct access nè. Rồi nó hỏi mình có cài một số cái feature không ha. Rồi ok luôn. Direct access và VPN ha. Rồi next ha mọi người. Next. Rồi net luôn ha. Install. Thì thường thì mấy cái bài lab như dạng này thì quan trọng là cái mô hình ha. Mình phải nắm cái mô hình, cấu hình IP cho nó chính xác ha. Nó không là hồi nó lộn nên là chúng ta không biết đường đâu mà mò. Đó, ở đây mình có cái mạng LAN chúng ta nè. IP 192.168.254. Cái này coi như mạng WAN ha, mạng Internet ha. User này ngồi ở nhà hay ngồi ở văn phòng khác khác vị trí địa lý, sẽ truy cập từ xa vào cái server này để lấy dữ liệu gì sử dụng ha. Thì cái này gọi là VPN server. Rồi để mình coi cái cài xong chưa nha. Rồi, cài xong hết mọi người. Rồi, chúng ta close lại. Rồi, bước tiếp theo ha. Đi cấu hình VPN server. Rồi, chúng ta mở cái SV1 lên ha. Chúng ta vào tool. Kiếm cái mục Routine and Remote Access ha. Rồi. Routine and Remote Access.
Rồi, cái server nó đang đấu web ha, chứng là nó chưa có start ha. Rồi, phải chuột vào SV1 config and enable routine and remote access. Rồi, next ha. Ở đây chúng ta chọn là custom ha. Rồi. Ở đây chúng ta chọn VPN access nè, demand dial sử dụng cho văn phòng ha. Routine đó. Và LAN routine. Thì hôm trước mình có làm bài LAN routine rồi, rồi NAT rồi ha mọi người. Rồi chọn snack. Chọn finish ha. Rồi start service luôn. Rồi trong cái cửa sổ routine and remote access ha, mọi người thấy nó xanh lên rồi ha. Rồi mình phải chuột cái SV1 ha. Chọn property. Rồi chúng ta qua cái tab là IPv4 ha. Rồi để kết nối từ xa vào mạng nội bộ bên trong ha, thì chúng ta sẽ cấp cho cái máy client một cái IP ha. Rồi ở đây trong hệ thống chúng ta hiện tại là chưa có setup DHCP ha. Ở đây chúng ta sẽ toàn là static address pool ha, chúng ta add. Rồi chúng ta sẽ cấp cho cái địa chỉ lớp 10 ha mọi người, cho nó khác 10. Mười ha, chấm mười, chấm mười, chấm một. Mười, chấm mười, chấm mười, chấm 200 ha. Đây là cái range để chúng ta cấp IP cho cái máy client truy cập vào mạng nội bộ ha. Ok. Rồi, ok luôn ha mọi người. Rồi bước tiếp theo ha, cấp quyền Network Access Permission. Network Access Permission ha, có nghĩa là cấp cho user cái quyền VPN ha mọi người. Rồi chúng ta quay lại cái máy DC1 ha. Rồi chúng ta mở user and computer lên ha. Active directory user and computer ha. Đây chúng ta cấp quyền cho cái user U1 ha. Rồi phải chuột U1 chọn property ha. Rồi chúng ta qua cái mod remote control. Rồi dial in chứ. Sorry, dial in ha. Trong cái mục là network access permission này, chúng ta cho phép nó allow. Ok ha. Rồi tương tự cho user 2 ha. Ok luôn. Rồi tương tự cho user 3. Ok ha. Mình cần cho phép 3 user này có quyền remote access. Rồi bước số 5 ha. Tạo VPN connection. Tạo VPN connection. Rồi, giờ chúng ta qua cái máy PC2 ha. Sau khi chúng ta cài đặt VPN server xong ha, rồi cho phép user có quyền remote access ha. Giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi tạo một cái VPN connection rồi trên cái máy PC2 ha, để cho kết nối về phía công ty. Rồi chúng ta qua cái máy PC2 ha. Rồi, phải chuột ha. Setting.
Rồi trong cái mục là Network and Internet ha mọi người. Rồi ở đây chúng ta sẽ vô cái tab là VPN. Đây. Rồi ở đây chúng ta add một cái VPN connection ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ chọn là Windows ha, Pwin ha mọi người. Rồi connection name remote remote ha. Remote access company. Rồi chúng ta cho là remote access về phía công ty ha. Rồi ở cái mục server name ha, hay hoặc là address, thì ở đây á cái máy PC2 là chấm 200.200.200.2 ha. Thì để truy cập về công ty á, thì chúng ta sẽ VPN về cái địa chỉ của cái SP1 ha, địa chỉ WAN của nó đó 200.200.211 ha, 200.200.200.211. Rồi chính xác ha mọi người. Rồi VPN style là chúng ta chọn point to point ha, BBTP, cái giao thức đơn giản nhất ha. Rồi type of sign in info chúng ta chọn username và password ha. Cái này sẽ mặc cạc là one time này, chúng ta chưa sử dụng cái đó ha. Rồi username option, đây chúng ta sử dụng là cái user là u1 xuyệt ha, u1 password u1 ha mọi người. Rồi chọn sale ha. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra kết nối VPN. Rồi bước cuối cùng đó mọi người, nãy giờ cấu hình xong, bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối thử ha. Rồi ở đây chúng ta chọn cái mục là Remote Access Company nè, rồi chúng ta vừa tạo nè. Rồi chúng ta bấm Connect ha. Rồi nó báo là connected rồi đó. Rồi chúng ta sẽ mở comment ra ha. Nếu mà đúng là nó sẽ cấp cho mình một cái dãy IP là 10.10.10.1 ha, IP config đây 10.10.10.2 ha, trong cái dãy từ 10.10.10.1 cho đến 200 ha. Đây nó cấp cho mình cái IP nè, IP này để Remote Access Company nè. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra thử coi chúng ta có truy cập được cái máy DC chưa ha. Rồi chúng ta bình vô cái máy bên trong mạng chúng ta ha, đó là từ bên ngoài nè, chúng ta bình về phía công ty nè, 192.168.254.201, 192.168.254.201. Rồi ok, thành công ha mọi người, nghĩa là từ bên ngoài đã truy cập được về phía bên công ty rồi đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử truy cập dữ liệu thử ha. Rồi start xuyệt xuyệt 192.168.254.201. ok, rồi chúng ta thấy được cái địa chỉ, cái thư mục data ha, có hai cái file nè, trên file server của chúng ta ha. Rồi vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn mọi người xong cái bài VPN ha. VPN này là dạng VPN client to gateway ha mọi người. Rồi mấy phần sau mình sẽ hướng dẫn mọi người cái dạng VPN gateway to gateway ha, có nghĩa là chúng ta có những cái văn phòng ví dụ như đặt tại Sài Gòn, Đà Nẵng ha, Hà Nội, thì các văn phòng sẽ VPN lại với nhau á, thì cái đó là VPN gateway to gateway ha. Còn cái này là chỉ hỗ trợ VPN client to gateway thôi ha, là giúp cho những cái user khi về về nhà nè, hoặc là đi công tác ha, đều có thể truy cập dữ liệu về phía công ty. Rồi ok, bài lab mình xin dừng tại đây nha. Hẹn gặp mọi người vào bài lớp tiếp theo. Rồi, xin chào mọi người ha.